Hello, xin chào mọi người, thì sao đây? Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên là mình đã quyết định quay lại clip này để nói chung là chia sẻ cái sự rảnh rang của mình trong ngày hôm nay. Muốn khoe với mọi người, đây là cái áo mà fan tặng cho Chê Son. Có chữ Chê Son. Chữ Chê Son. Chữ Chê Son. Chữ Chê Son. Đây là gạo. Còn đây là Nobita. O tròn như quả gì? Đúng rồi, quả dưa chuột. Alo. Dạ alo. Alo, ai đây ạ? Em có phải anh Sơn không anh ơi? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, có một đơn hàng gửi cho anh ơi. Ủa, ai gửi em ạ? Đúng rồi, một cái thùng quà to to á. Thùng quà to to. Dạ, ủa, anh sẽ nhận hàng cho em với ạ. Ủa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Có quà, có quà, có quà, có quà, có quà, có quà. Mọi người ơi, mình nhận được một hộp quà, một thương hiệu mình cực kỳ yêu thích. Đó chính là mì Nong Shin. À, đây chính là mì ramen tươi Nong Shin. Nong Shin spicy miso noodle soup an sung tang myeok. Còn đây chữ tiếng Hàn này là Hamokke. Miane asvinzro. Ngay bây giờ tôi sẽ đi nấu mì này ngay lập tức bởi vì đang đói. Đây là mì ramen tươi cho nên bây giờ chúng ta sẽ phải đun nước để nấu. Ok, nước đã sôi và mình sẽ bắt đầu nấu. Đầu tiên là mình sẽ cho súp vào. Khi súp đã lên màu đẹp như thế này, chúng ta sẽ cho mì vào. Và chờ 4 phút. Đã đủ 4 phút và mình sẽ tắt bếp đi. Chê Son đã nấu xong mì ramen Nong Shin này rồi và thật sự rất là thơm luôn á. Bây giờ mình sẽ thử ngay lập tức. Bởi vì nhà thì cũng đã hết đồ ăn rồi và chỉ còn mỗi kim chi. Trước tiên là ngửi mùi, mùi rất là thơm kiểu súp miso, tại vì có rong biển á, rong biển đấy, rong biển rất tươi luôn á. Thử nhá. Cực thơm. Cái vị súp miso tươi á rất ngon luôn và nó kiểu như giống như ngoài hàng luôn á. Mà cái hương vị thì nó hơi the the, hơi cay nhẹ một xíu và có một chút vị béo và cái vị tươi của rong biển ấy, bởi vì trong đây có một cái gói gia vị thì có cái rong biển tươi này. Khi một người ăn ấy thì cảm giác rất là tươi và giống như kiểu một bát mì ramen mới nấu xong ở ngoài hàng ấy, rất là ngon. Về sợi mì thì sợi mì dai và mềm vừa đủ. Và khi mà ăn Chê Son, nãy giờ Chê Son ăn cũng khá lâu rồi, nhưng mà sợi mì đến bây giờ vẫn rất là tươi và nó không bị nhũn, không bị bở, rất ok. Cảm ơn Nong Shin Việt Nam đã tặng cho Chê Son món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là mì ramen tươi vị súp miso. Chê Son nghĩ mọi người nên thử dùng mì ramen tươi của Nong Shin, bởi vì đây là một gói mì thật sự Chê Son nghĩ rằng rất đáng để thưởng thức. Mì Nong Shin An Sung đang có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử và tất cả các siêu thị trên toàn quốc, mọi người hãy thử ngay nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của Chê Son và bây giờ thì xin chào. Ăn món tráng miệng.